Chào các bạn học sinh yêu quý. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Radio Học Đúng Học Trúng của THT. Hôm nay cô mời các bạn cùng với cô đi tìm hiểu những đặc điểm nổi bật về cuộc đời và con người Nguyễn Tuân. Chúng ta cùng tìm hiểu những nét lớn về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân, những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân, tìm hiểu tính thống nhất và những biến đổi trong phong cách ấy trước và sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đi tìm hiểu đôi nét về cuộc đời tiểu sử của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân sinh năm 1910, mất năm 1987, quê ở làng Nhân Mục, thường gọi là làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn. Đây là một luận điểm rất quan trọng để bạn thấy nó ảnh hưởng như thế nào đến phong cách sáng tác của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân học đến cuối bậc thành trung thì bị đuổi vì tham gia một cuộc bãi khóa phản đối mấy giáo viên Pháp nói xấu người Việt Nam. Qua đây chúng ta cũng thấy được Nguyễn Tuân chắc chắn là một con người yêu nước lớn lao. Sau đó ít lâu, ông lại bị tù vì xê dịch qua biên giới không có giấy phép. Ở tù ra, ông bắt đầu viết báo, viết văn. Nguyễn Tuân cầm bút từ khoảng đầu những năm 30 của thế kỷ 20, nhưng nổi tiếng từ năm 1938 với những tác phẩm có phong cách độc đáo như Một Chuyến Đi, Vang Bóng Một Thời. Năm 1941, Nguyễn Tuân lại bị bắt ra một lần nữa vì giao lưu với những người hoạt động chính trị. Cách mạng tháng 8 thành công, Nguyễn Tuân nhiệt tình tham gia cách mạng và kháng chiến, trở thành một cây bút tiêu biểu của nền văn học mới. Nguyễn Tuân đã để lại cho nền văn học nước nhà một sự nghiệp phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa. Ông là một nghệ sĩ lớn, một nhà văn hóa lớn và đã để lại cho chúng ta những di sản văn học đáng quý biết bao. Để hiểu được văn học của Nguyễn Tuân, hiểu những trang viết của Nguyễn Tuân, có lẽ các bạn không thể không tìm hiểu đến một số đôi nét về con người của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân là một trí thức giàu lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Đây được coi là luận điểm tiên quyết trong những trang viết của Nguyễn Tuân, giàu sắc và đẹp ở ngôn ngữ. Lòng yêu nước của ông có những nét riêng, gắn bó với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ông yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ, những kiệt tác của văn chương của Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Tú Xương, Tản Đà hay rất nhiều tác giả khác, những nhạc điệu hoặc đài ca của thầy ca trù, hoặc dân dã mà tha thiết của giọng hò Quảng Trị, Thừa Thiên, vân vân. Những phong cảnh đẹp của quê hương đất nước, những thú chơi tao nhã như uống trà, nhắm rượu, chơi hoa, chơi chữ, những món ăn truyền thống thể hiện khẩu vị tinh tế của người Việt Nam. Ở Nguyễn Tuân, chúng ta thấy được Nguyễn Tuân ý thức cá nhân phát triển rất cao. Đây cũng là một yếu tố tiên quyết trong trang viết của Nguyễn Tuân. Ông viết văn trước hết là để khẳng định cá tính độc đáo của mình. Lối sống tự do, phóng túng của ông không phù hợp với chế độ thuộc địa. Tuy không hoạt động cách mạng mà hai lần ông bị ở tù là vì lẽ ấy. Ông ham đi du lịch, tự gán cho mình một chứng bệnh gọi là chủ nghĩa xê dịch. Nguyễn Tuân là con người rất mực tài hoa và uyên bác. Đây là luận điểm thứ ba được in rõ trong những trang viết của Nguyễn Tuân. Ngoài văn chương, ông còn am hiểu nhiều ngành văn hóa, nhiều môn nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc, sân khấu, điện ảnh.
ông là một diễn viên kịch nói có tài và là một trong những diễn viên điện ảnh đầu tiên ở nước ta. Điều quan trọng, Nguyễn Tuân thường vận dụng con mắt của nhiều ngành văn hóa, nghệ thuật khác nhau để tăng cường cái khả năng quan sát, diễn tả nghệ thuật ngôn từ trong mỗi trang viết của mình. Điều này các bạn đã thấy rõ trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân là một nhà văn biết quý trọng thật sự nghề nghiệp của mình, là một con người luôn yêu cầu cao ở người cầm bút. Ông quan niệm văn chương đối lập với tính vụ lợi, coi nghệ thuật là một hình thái lao động nghiêm túc, thậm chí là khổ hạnh. Nguyễn Tuân dường như sinh ra là đã làm nghệ thuật, là người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Và ông lấy chính cuộc đời cầm bút hơn nửa thế kỷ của mình để chứng minh cho quan niệm đó. Vâng, đây là bốn luận điểm tiên quyết trong con người Nguyễn Tuân, ảnh hưởng trong văn chương sâu sắc. Vì vậy, khi đến với Nguyễn Tuân, bạn cần phải làm rõ được bốn nét tiêu biểu của con người Nguyễn Tuân này. Cô và các bạn cùng tìm hiểu theo mạch của con người Nguyễn Tuân, chúng ta sẽ đến được một số những phong cách nghệ thuật tiêu biểu của Nguyễn Tuân trong văn chương. Có thể lời đầu tiên xin được khẳng định, Nguyễn Tuân có một phong cách nghệ thuật rất độc đáo và sâu sắc. Nguyễn Tuân luôn có ý thức tạo cho mình một phong cách riêng độc đáo, thể hiện thái độ ngông trong văn chương. Thái độ đó được tạo ra bởi sự tài hoa uyên bác và nhân cách hơn người. Ngông là phản ứng tiêu cực nhưng kiêu ngạo đối với xã hội. Người chơi ngông muốn dựa vào tài hoa, lịch lãm và nhân cách hơn đời để đặt mình trên thiên hạ. Thái độ ngông của Nguyễn Tuân có màu sắc rất riêng, vừa thừa kế truyền thống ngông của những nhà nho tài hoa bất đắc chí như Nguyễn Công Trứ, như Tú Xương, như Tản Đà, vừa tiếp nhận ảnh hưởng tư tưởng cá nhân chủ nghĩa của văn hóa phương Tây hiện đại. Như vậy chúng ta thấy Nguyễn Tuân vừa kế thừa truyền thống, vừa tiếp nhận cái tư tưởng của chủ nghĩa văn hóa phương Tây. Thể hiện phong cách này, mỗi trang viết của Nguyễn Tuân đều muốn chứng tỏ sự độc đáo, tài hoa và uyên bác. Và mỗi trang viết của Nguyễn Tuân in đậm nét đẹp tài hoa và uyên bác. Mỗi nhân vật của Nguyễn Tuân, dù thuộc loại người nào, cũng đều phải là những nghệ sĩ xuất chúng trong nghề nghiệp của mình. Và mọi sự vật được miêu tả, dù chỉ là cái ăn, cái uống, cũng được quan sát chủ yếu ở phương diện văn hóa, mỹ thuật. Trong văn Nguyễn Tuân, chúng ta thấy cái chất tài hoa uyên bác, tài hoa trong việc dựng người, vẽ cảnh, trong những liên tưởng so sánh táo bạo, bất ngờ, thú vị, với những hình ảnh gợi cảm, uyên bác trong việc vận dụng những kiến thức thuộc nhiều ngành khác nhau để quan sát hiện thực, sáng tạo hình tượng, làm phong phú và giàu có hơn khả năng diễn tả của nghệ thuật văn chương, đem đến cho người đọc một lượng tri thức đa dạng và phong phú. Là một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp, Nguyễn Tuân thường quan sát khám phá, diễn tả thế giới ở phương diện văn hóa, thẩm mỹ. Quan sát, khám phá, diễn tả con người ở phương diện tài hoa nghệ sĩ. Trước năm 1945, Nguyễn Tuân tìm kiếm cái đẹp chỉ còn trong quá khứ vang bóng một thời. Tài hoa nghệ sĩ cũng chỉ có trong những con người xuất chúng, đặc tuyển, lạc lõng, bờ vờ giữa hiện tại. Sau năm 1945, Nguyễn Tuân tìm thấy cái đẹp trong cả quá khứ và hiện tại, tương lai. Đây là một điều thay đổi rất quan trọng của Nguyễn Tuân mà chúng ta cần phải nhìn trong hành trình sáng tác. Khi chúng ta khám phá và tìm hiểu tác phẩm nào của Nguyễn Tuân, ở giai đoạn sáng tác nào của Nguyễn Tuân,
chúng ta cần phải làm rõ đặc trưng của giai đoạn ấy. Và nếu chúng ta tìm hiểu giai đoạn sau 1945, để không hỏi, chúng ta cũng vẫn cần làm rõ được sự thay đổi và thống nhất của Nguyễn Tuân trong văn học trước và sau 1945. Chất tài hoa và nghệ sĩ cũng có thể hiện ở những thành tích sản xuất, chiến đấu của những con người lao động bình dị trong cuộc sống đời thường. Nguyễn Tuân có cảm hứng đặc biệt với những tính cách phi thường, với những phong cảnh tuyệt mỹ, với gió bão thác gành dữ dội. Thiên nhiên con người trong văn Nguyễn Tuân luôn phi thường, xuất chúng, gây cảm giác mãnh liệt. Tất cả đều có xu hướng vươn tới cái tuyệt vời, tuyệt đích. Nguyễn Tuân là một tâm hồn nghệ sĩ tha thiết yêu thiên nhiên. Ông có những phát hiện tinh tế, độc đáo về thiên nhiên. Thiên nhiên trong văn Nguyễn Tuân luôn hiện ra những công trình mỹ thuật kỳ vĩ, tuyệt vời của tạo hóa. Ông có nhiều phát hiện hết sức tinh tế và độc đáo về núi sông, cây cỏ trên đất nước mình. Tiêu biểu như tác phẩm Người lái đò sông Đà, phong cách tự do phóng khoáng và ý thức cá nhân sâu sắc đã khiến Nguyễn Tuân tìm đến thể tùy bút nhịp điệu tất yếu. Một thể loại hầu như không có phép tắc, quy phạm gì chặt chẽ. Nhân vật chủ chốt là cái tôi của người cầm bút. Ông gọi thể văn này là lối văn độc tấu. Đây là một đóng góp của ông về mặt thể loại đối với lịch sử văn học. Tất cả sự hấp dẫn của thể loại tùy bút xét đến cùng phụ thuộc ở chỗ cái tôi của người cầm bút có thực sự độc đáo, phong phú và tài hoa hay không. Điều ấy nói rằng không phải ai cũng có thể trở thành nhà văn tùy bút lớn như Nguyễn Tuân. Chính vì vậy, chúng ta có thể nói Nguyễn Tuân đã đưa thể tùy bút lên một trình độ nghệ thuật cao. Nguyễn Tuân cũng có những đóng góp lớn lao cho sự phát triển ngôn ngữ văn xuôi nghệ thuật, từ cách tổ chức câu văn sáng tạo, nhạc điệu, kho từ vựng phong phú cho đến chất văn vừa trang nhã, vừa cổ kính, vừa sắc sảo, vừa rất hiện đại. Vâng, đến đây có thể nói Nguyễn Tuân còn có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển ngôn ngữ của văn học Việt Nam. Có thể nói, Nguyễn Tuân là một định nghĩa về người nghệ sĩ. Đối với ông, văn chương trước hết là văn chương, nghệ thuật trước hết phải là nghệ thuật, và đã là nghệ thuật thì phải có phong cách độc đáo. Nhưng Nguyễn Tuân xét từ bản chất không phải là người theo chủ nghĩa hình thức. Tài phải đi với tâm, ấy là thiên lương trong sạch, là lòng yêu nước thiết tha, là nhân cách cứng cỏi trước uy quyền phi nghĩa và đồng tiền phàm tục. Điều này đã được Nguyễn Tuân thể hiện ở rất nhiều tác phẩm của mình, tiêu biểu như tác phẩm Chữ người tử tù. Có lẽ chính vì thế, người đọc mến Nguyễn Tuân về tài, nhưng còn trọng ông về nhân cách ấy nữa. Văn Nguyễn Tuân tuy thế, nhưng không phải ai cũng ưa thích. Một lối văn kén chọn độc giả. Và lại, một số bài viết của ông cũng có nhược điểm. Đó là mạch văn quá phóng túng, theo lối tùy hứng, khó theo dõi. Nhiều đoạn văn hàm phô bày kiến thức và tư liệu khiến người đọc cảm thấy nặng nề. Nhưng các bạn hãy chú ý, đây lại chính là nét đặc sắc rất riêng của Nguyễn Tuân. So cho cùng, Nguyễn Tuân thích khoe tài, thị tài, và muốn phô khoe cái tài của mình. Vì vậy, ngòi bút của Nguyễn Tuân khác với Hoàng Phủ Ngọc Tường, đó là hướng ngoại. Cô và các bạn vừa tìm hiểu xong một vài đôi nét phong cách trong nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Cô và các bạn
sẽ cùng đi tìm hiểu một vài nét về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân. Có thể nói, Nguyễn Tuân không phải là nhà văn thành công ngay từ những tác phẩm đầu tay. Ông đã thử bút qua nhiều thể loại, từ thơ, bút ký, truyện ngắn, thuộc về truyện hiện thực trào phúng. Nhưng mãi đến đầu năm 1938, ông mới nhận ra sở trường của mình và thành công xuất sắc với các tác phẩm như Một Chuyến Đi năm 1941, Vang Bóng Một Thời năm 1940, Thiếu Quê Hương năm 1943, Chiếc Lưu Đồng Mắt Cua năm 1941 và nhiều tập truyện khác. Có lẽ như chúng ta đã biết, Nguyễn Tuân là một nhà văn tiêu biểu cho văn học lãng mạn trước năm 1945. Vì vậy, tác phẩm của Nguyễn Tuân trước cái mạng tháng 8 chủ yếu xoay quanh ba đề tài. Đề tài thứ nhất là chủ nghĩa xây dịch. Đề tài thứ hai là vẻ đẹp vang bóng một thời. Đề tài thứ ba là đời sống trụy lạc. Đến với chủ nghĩa xây dịch, chúng ta biết đây là một lý thuyết vay mượn của phương Tây, chủ trương đi không mục đích, chỉ cốt luôn luôn thay đổi chỗ để tìm cảm giác mới lạ, thoát ly mọi trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nguyễn Tuân đã tìm đến lý thuyết này trong tâm trạng bất mãn và bất lực trước thời cuộc. Nhưng viết về chủ nghĩa xây dịch, Nguyễn Tuân lại có dịp bày tỏ tấm lòng gắn bó tha thiết của ông đối với cảnh sắc và hương vị đất nước mà ông đã ghi lại bằng những ngòi bút đầy trìu mến và tài hoa. Vâng, không tin ở hiện tại và ở tương lai, Nguyễn Tuân đi tìm vẻ đẹp của quá khứ còn vang bóng một thời. Ấy là thời phong kiến đã qua, nhưng dư âm còn vang lại. Ông chủ yếu không viết về trật tự xã hội, về tư tưởng, đạo đức cũ, mà thiên về mô tả vẻ đẹp riêng của thời xưa, với những phong tục, những thú tiêu dao hưởng lạc lành mạnh và tao nhã, những cách ứng xử giữa người với người đầy nghi lễ và nhịp nhàng. Tất cả được thể hiện thông qua những con người thuộc lớp nhà nho tài hoa bất đắc chí. Tuy đã thất thế, thua cuộc, nhưng không chịu làm lành với xã hội thực dân. Trong số này cũng có người có khí phách ngang tàng như Huấn Cao trong Chữ Người Tử Tù chẳng hạn. Nguyễn Tuân cũng hay viết về đề tài đời sống trụy lạc. Ở những tác phẩm này, người ta thường thấy có một nhân vật tôi đang hoang mang bế tắc, tìm cách thoát ly trong đàn hát, trong rượu và thuốc phiện. Trong tình trạng khủng hoảng tinh thần ấy, người ta thấy đôi khi vút lên từ cuộc đời nhem nhuốc, phàm tục, một niềm khao khát một thế giới tinh tế, thanh cao, được nâng đỡ trên đôi cánh của nghệ thuật. Điển hình như tác phẩm Chiếc Lưu Đồng Mắt Cua. Vào những năm cuối của chế độ thuộc địa 1943-1945, trong tâm trạng hoang mang và bế tắc cực độ, Nguyễn Tuân còn tìm đến một đề tài mà ông gọi là yêu ngôn, viết về thế giới hoang đường ma quỷ theo kiểu liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh. Nhưng những tác phẩm này, tuy thế, vẫn chứa đựng ít nhiều tinh thần dân tộc và yếu tố thiên lương của Nguyễn Tuân. Và chúng ta vừa tìm hiểu được những nét đặc sắc và những phong cách sáng tác, những sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân trước 1945. Cô và các bạn sẽ đến với Nguyễn Tuân sau 1945. Sau năm 1945, với lòng yêu nước rào rạt và thái độ bất mãn với xã hội thực dân đã đưa Nguyễn Tuân đến với cách mạng và kháng chiến. Nguyễn Tuân đã tin vào cách mạng, tin vào cuộc kháng chiến của dân tộc.
từ năm 1945 đến năm 1975. Bằng niềm tin ấy, ông chân thành đem ngòi bút của mình phục vụ cuộc chiến đấu của dân tộc, theo sát từng nhiệm vụ chính trị của đất nước. Nhưng Nguyễn Tuân luôn có ý thức phục vụ trên cương vị của một nhà văn, đồng thời muốn phát huy cá tính và phong cách độc đáo của một nhà văn, muốn đóng góp cho nền văn học mới nhiều trang viết sắc sảo và đầy nghệ thuật, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi nhân dân trong chiến đấu và lao động. Chính vì vậy, trong trang viết của Nguyễn Tuân đã thấm đẫm cái vẻ đẹp của người lao động bình dị đời thường. Và đây cũng là một nét thay đổi rất lớn trong Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân đã có thể hòa nhập với cuộc sống đời thường giữa thực tại và cái tôi. Cũng như đặc điểm chung của nền văn học mới, hình tượng chính của tác phẩm Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng 8 là nhân dân lao động và người chiến sĩ trên mặt trận vũ trang. Nhưng dưới ngòi bút của ông, những nhân vật ấy không phải chỉ là những công dân dũng cảm, mà còn là những con người tài hoa, nghệ sĩ, được mô tả trong khung cảnh cũng phù hợp với tính cách tài hoa, nghệ sĩ. Vì thế, tác phẩm của Nguyễn Tuân đã đem đến cho người đọc niềm tự hào của một dân tộc không chỉ có tính chính nghĩa và khí phách anh hùng, mà còn có một tư thế sang trọng, đẹp của những con người sinh ra trên một đất nước có ngàn năm văn hiến, đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông. Cô và các bạn đã tìm hiểu một đôi nét về tác giả Nguyễn Tuân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio Học Đúng Học Chúng của THT. Chúc các bạn có những buổi học vui vẻ và thành công.